Việc đặt ra một logo chung là một phần trong tham vọng của CEO Mark Zuckerberg đưa các nền tảng của Facebook lại gần nhau hơn nữa. Ngoài ra, việc nhấn mạnh vào hệ sinh thái trong giai đoạn mới cũng sẽ giúp Facebook vượt qua được những bề bối trước đây, ít nhiều đã bôi bẩn chiếc logo vuông màu xanh nước biển hiện nay. Trước đó, Facebook cũng đã âm thầm bỏ slogan "miễn phí và sẽ luôn như vậy" trên trang chủ đăng nhập và thay bằng khẩu hiệu "nhanh chóng và dễ dàng" như một cách để tránh nhắc tới những chỉ trích rằng hãng miễn phí dịch vụ bằng cách khai thác quá mức dữ liệu người dùng. Mong muốn thay tên đổi vận là không hề hiếm gặp trong giới kinh doanh. Hồi năm 2012, ông lớn thương mại điện tử của Mỹ eBay đã quyết định chuyển từ logo cũ với thiết kế các chữ cái sắp xếp rắc rối sang một hình ảnh với phông chữ mỏng và đơn giản hơn. Ngoài những sự khen ngợi, dường như logo mới cũng đã đem đến nhiều may mắn cho eBay khi vốn hóa của hãng hiện đã lên đến 29 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 40% chỉ trong năm nay. Tuy nhiên, không phải ông lớn nào cũng có thể thành công trong việc thay đổi nhận diện thương hiệu. Hãng thời trang Gap đưa ra một logo mới hồi năm 2010 để rồi buộc phải quay lại logo cũ chỉ trong vòng chưa đầy một tuần do hàng loạt sự phản đối và tẩy chay của người dùng. Tệ hại hơn là Yahoo khi lần thay đổi logo năm 2013 không hề đem lại lợi ích gì, mà từ đó tình hình của ông lớn Internet một thời còn ngày càng suy sụp trước khi phải bán lại thương hiệu cho Verizon 4 năm sau đó.